Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục cung cấp cho anh em thêm một cái mã code mới nhất của con game kho báu huyền thoại bản tiếng Việt. Đó thì anh em xem cái video này của mình thấy hay, anh em nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái mã code tuần nhá. Anh em nào nhập rồi thì thôi, anh em nào mới chưa nhập thì nhớ nhập vào giúp mình nhá. Nó sẽ hỗ trợ anh em chơi game nó được ok hơn. Nhận thư này, thư binh mâm. Đây chúng ta sẽ được ngẫu nhiên 30 mảnh tướng của cái bất kỳ cấp hệ tướng trong này anh em nhá. Đấy gọi là ngẫu nhiên 30 mảnh. Đó thì cái này mình sẽ chiêu mộ được 2 lần. Quan nào đây em? Miễn phí này, để xem miễn phí. Miễn phí này. Ok. Sự kiện tiêu phí này. Được 10 mảnh của con. Nãy con gì nhỉ, mình quên mất rồi. Nhiệm vụ. Thôi, chúng ta sẽ đến với cái mã code của ngày hôm nay anh em nhé. Rồi. 1 9 1 7 5 6 5 7 5 5 1 7. Ok. Chúng ta sẽ được 200.000 mili anh em nhá. Và được 500 kim cương. Được một viên đá cấp 4 ngẫu nhiên nhá. Và được 10 mảnh của vị tướng Katakuri. Đó. Vị tướng này không biết là mình được bao nhiêu mảnh rồi. Katakuri mình nhớ là mình cũng được cũng khá khá. Đâu con đấy hình như là mình đã triệu hồi rồi thì phải. Hình như là mình đã triệu hồi con đấy rồi thì phải. Lần này mình chỉ gọi là có thêm cái đấy để nâng cấp thì phải. Đây mình đã đủ để triệu hồi. Phổ, mắt mình mũi chán quá anh em ạ. Được 100 mảnh rồi. Triệu hồi luôn. Triệu hồi luôn. Mải quay video cho anh em mình không nhớ là con nào có để triệu hồi luôn ấy. Ok, con này tăng được sao nữa này. 3 sao. Rồi, thì video này của mình đến đây là kết thúc anh em nhá. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em ở cái video sau nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.